Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần bài 7.38 và 7.39 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 7.40 trở đi. Tới đâu hay tới đó em nha, tại vì những bài này thì nó khá là dài chứ không phải là nó ngắn đâu. Ta đi sang bài 7.40. Ta comment lại chất lượng video xem được có tốt hay không nha, có nét không, có rõ không? Ok, cho anh chốt S ABCD, thay lỗi ABC thôi. Như vậy đấy nó là tam giác, có ABC là tam giác vuông tại B, nhớ nha, tam giác vuông tại B, và có đây là BC là bằng A và cái góc CAB là bằng 30 độ. Vuông tại B thì góc B này bằng 90 độ mà góc CAB bằng 30 độ thì chứng tỏ góc C của chúng ta sẽ bằng là mấy? Là 60 độ. Được không? Nếu chúng ta tính suy suy lượng ngược á. Biết SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Và chúng ta có SA là bằng A cao 2 của 2. Chứng minh rằng hai mặt phẳng này vuông góc với nhau. Như vậy ở đây chúng ta cần phải vẽ hình ra. Làm gì làm cũng phải có cái hình rồi mới nói chuyện với nhau được em ạ. Chứ không có hình vẽ thì không nói chuyện với nhau được đâu. Như vậy thì ở đây là A, B, C. Như vậy chúng ta có SA vuông góc với mặt phẳng ABC thì chúng ta sẽ vẽ SA như thế này. Thẳng đứng lên. Đây là S. Đỉnh S ha. Chúng ta sẽ nối S với B. Và chúng ta sẽ nối S với C. Rồi. Như vậy thì ở đây cái tam giác ABC vuông tại B, chỗ đây chúng ta ký hiệu vuông ở đây. Chỗ đây SA vuông góc mặt phẳng này thì nó sẽ vuông góc. Nghĩa là SA sẽ vuông góc với AB với lại AC vuông góc BC đó. Khi một đường thẳng vuông góc mặt phẳng chúng ta suy ra được những điều đó, nghĩa là nó sẽ vuông góc tất cả những đường trong mặt phẳng đó. Chúng ta có SA đây là bằng A căn 2 của 2. BC là bằng A ở đây. Và góc CAB, CAB nghĩa là góc A đây, chỗ này là bằng 30 độ, đúng không? 30 độ chứng tỏ góc C là bằng 60 độ này, đúng chưa? Ở đây người ta yêu cầu như đây, chứng minh rằng cái mặt phẳng SBC vuông góc mặt phẳng SAB. Thì thầy nghĩ cái câu A này nó quá dễ. Tại sao thầy nói câu A dễ này? Tại vì chúng ta có này. Để chứng minh hai mặt phẳng này vuông góc với nhau thì chúng ta chỉ cần chứng minh cái mặt phẳng này vuông góc với một cái đường thẳng và cái đường thẳng này nó nằm ở trong cái mặt phẳng kia thì chúng ta suy ra hai mặt phẳng nó vuông góc với nhau, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, theo lý thuyết ấy thì chúng ta có phải có SA thì vuông góc với lại mặt phẳng ABC thì chúng ta suy ra SA này chắc chắn sẽ vuông góc với lại BC. Mà trong khi đó chúng ta cũng có, tại vì tam giác ABC vuông tại B thì chứng tỏ AB này cũng sẽ vuông góc với lại BC, đúng không? Nên từ hai yếu tố này mà SA với AB là giao nhau, là cách nhau, là đây là tại A, giao nhau của hai cái đường này là giao nhau tại A. Từ đây chúng ta suy ra BC này sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. Bây giờ đã thấy chưa? Mà cái anh BC thì nó nằm trong cái mặt phẳng SBC. Chứ gì nữa, từ đây chúng ta suy ra cái anh mặt phẳng SAB vuông góc mặt phẳng SBC xong, điều phải chứng minh. Để xong rồi đó, xong câu A rồi đó. Hiểu không? Rồi tiếp, ở câu B. Câu A thì đơn giản rồi. Câu B này. Tính A khoảng cách từ điểm A đến mặt tới đường thẳng SC. Đây. Nghĩa là chúng ta còn phải tính khoảng cách từ điểm A tới anh SC. Thì chúng ta sẽ vẽ đường vuông góc thôi. Tại vì khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng thì chúng ta hạ cái đường chiếu, gọi là hạ cái đường vuông góc ấy. Xác định cái hình chiếu của A trên đường thẳng SC. Nó cách khác là chúng ta sẽ vẽ một cái đường vuông góc.
Dù giả sử như ở đây chúng ta vẽ đường góc AD đây, ở đây vuông góc này, thì chứng tỏ ở đây là nó sẽ bằng ở đây là AD. Nhiệm vụ chúng ta còn phải đi tính AD nữa là xong. Các em hiểu không nhỉ? Hiểu không? Như vậy thì để tính AD thì các em thấy này, cái tam giác FAC là tam giác vuông tại A, tại vì FA vuông góc AC thì tam giác FAC sẽ vuông góc tại A. Trong khi đó AD của chúng ta là đường cao, thì theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có là gì? 1 phần AD bình phương sẽ bằng 1 phần SA bình phương cộng cho 1 phần AC bình phương. Như vậy ở cái bài này á, chúng ta cần phải tính trong thầy AC. Có AC rồi chúng ta mới tính ra được AD. Các em hiểu không? Nhưng mà để tính được AC thì chúng ta dựa vào ở trong tam giác ABC. Tam giác ABC vuông tại B. Ta có cái gì nè? Góc ở đây có rồi. Góc ở đây thì đây sẽ là cạnh đối, AC sẽ là cạnh huyền. Vuông tại B thì chứng tỏ AC sẽ là cạnh huyền. Góc nằm ở góc A đây thì chứng tỏ BC này chính là cạnh đối và AB này sẽ là cạnh kề. Như vậy chúng ta sẽ biết cái gì? Biết góc, biết đối và tính huyền, thì chúng ta áp dụng là sin. Sin của 30 độ nghĩa là sin của góc A đây. Các em hiểu không? Sin của 30 độ nghĩa là góc A đó sẽ bằng là đối chia huyền, nghĩa là bằng BC chia ở đây cho AC. Từ đây chúng ta suy ra AC này sẽ bằng là BC chia ở đây cho gì các em? BC chia cho sin của 30 độ. Nghĩa là bằng BC này bằng A, sin 30 độ bằng 1/2 đúng không? Như vậy thì AC của chúng ta đây là bằng 2A. Nhân lên đảo luôn em. Đây thầy sẽ bấm sin để em thấy sin của 30 độ. Đó, sin 30 độ bằng 1/2 đấy nhá. Như vậy chúng ta là có AC chúng ta đây là bằng 2A. AC bằng 2A thì chứng tỏ bây giờ chúng ta sẽ áp dụng ở trong tam giác SAC. Vuông tại đâu? Vuông tại A. Theo hệ thức lượng giác. Hệ thức lượng giác ta có. Ta có gì? Có phải là bằng 1 phần AD bình phương. 1 phần AD bình phương sẽ bằng 1 phần SA bình phương cộng cho 1 phần AC bình phương đúng không? 1 phần SA bình phương cộng cho 1 phần AC bình phương. Rồi bây giờ chúng ta thế số như thôi. Ở đây là bằng 1 phần, ở đây là A căn 2 của 2 bình phương này, cộng ở đây cho 1 phần AC, AC là bằng 2A bình phương. Nhớ đóng mở ngoặc nha, không có ngoặc là sai. Rồi tới đây giờ tính cái AD này là ra khoảng cách đây thôi. Đó. Như vậy thì 1 phần AD bình phương cứ để đó. Ở đây trở thành là 2A đúng không? 2A bình, cộng ở đây cho 4A bình, ta quy đồng. Một chung là 4A bình đây, ta lấy 4A bình chia cho 2A bình thì thằng này ta nhân 2. Cộng này cho 1, trên này cho 4A bình. Đừng có nói quy đồng, bây giờ không biết, nó thầu chịu á nha. 4A bình phương. Bây giờ đây là 1 phần, thì bây giờ chúng ta đảo lên, ta nghịch đảo lại. Bây giờ chúng ta suy ra A đây bình phương, thì giờ mẫu lên tử, tử xuống mẫu. Suy ra AD sẽ bằng căn bậc 2 của 4A bình trên 3, nghĩa là thầy làm gần không có bỏ bước nào em. Thằng này sẽ bằng 2A trên căn 2 của 3. Chúng ta trục căn thức ở mẫu trở thành 2A căn bậc 2 của 3 trên 3. Vậy cái khoảng cách từ điểm A cho tới SC sẽ bằng chính là AD, chính là bằng 2A căn 2 của 3 trên 3. Được chưa? Vậy thôi. Ở câu B ý đầu tiên á, trong cái bài này nó có hai ý lận. Có hai ý chứ không phải một ý. Câu A thì quá dễ rồi. Câu A như vậy thôi. Đó, ở đây chúng ta ngay chỗ đây chúng ta ghi vì là SA vuông góc mặt phẳng là ABC này. Đó. Còn ở chỗ đây là vì là cái tam giác ABC vuông tại, cái thằng này là vì tam giác ABC vuông tại B này. Nếu mà giáo viên kỹ nữa, hỏi nữa thì chúng ta phải trả lời như vậy. Hiểu chưa? Câu A hình vẽ và câu B xong. Ta sẽ đi sang cái ý tiếp theo của câu B. Còn một ý nữa nghe. Một ý nữa. Ở đây người ta hỏi như đây. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. SBC. Thì bây giờ chúng ta khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng thì chúng ta cũng xác định hình chiếu của nó. Em hiểu không? Hình chiếu của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có này. Chúng ta biết rằng cái mặt
Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xác định giùm thầy cái giao tuyến giữa cái mặt phẳng SBC và mặt phẳng SAB. Như vậy giao tuyến giữa hai mặt phẳng này đã chính là gì? Đã chính là thằng SB. Đấy, tại vì SA cái mặt phẳng SAB và mặt phẳng SBC thì vuông góc với nhau. Thì chứng tỏ hai mặt phẳng này giao với nhau là qua cái giao tuyến SB. Chứng tỏ từ A này chúng ta sẽ vẽ cái đường vuông góc lên SB. Từ A này chúng ta sẽ vẽ đường vuông góc lên SB. Ví dụ ở đây là chúng ta ký hiệu này là E này. Đó. Như vậy cái tam giác SAB là vuông tại A. Chứng tỏ AE này đường cao chúng ta cũng làm y như vậy. Như vậy ở đây chúng ta có, ở đây là SA có rồi. AB có chưa em? Hả? AE này đố em có chưa? Chưa. Chưa thì bây giờ chúng ta cũng làm được chứ. Ở đây người ta đã cho cái em góc hồi nãy. Góc này, huyền này, đối này, kề này. Bây giờ chúng ta tính kề, chúng ta sử dụng tan. Tan bằng 30 độ thì chúng ta sẽ bằng đối chia kề này. Tan bằng 30 độ bằng đối chia kề. Như vậy ở cái câu B ở đây thì ok phải không? Bây giờ thầy sẽ làm như thế nào để chúng ta thấy câu C này. Thầy sẽ gấp lại đây, thầy làm câu C cho em nha. Gấp lại đây thầy làm câu C cho em này. Như vậy chúng ta có là cái tam giác ABC ở vuông tại đâu? Vuông tại B. Thì ta có này. Bây giờ thầy sẽ áp dụng công thức là tan của 30 độ. Tan của 30 độ sẽ bằng đối chia kề. Nghĩa là bằng BC chia cho AB. Mục đích của chúng ta đi tính AB mà em. Từ đó chúng ta suy ra AB. AB thì hai này đổi chỗ cho nhau. Thì lấy BC chia cho tan của 30 độ. BC ta bằng A. Tan của 30 độ bằng bao nhiêu này? Ta bấm máy tính này. Tan của 30 độ sẽ bằng căn bằng 2 của 3 trên 3. Chúng ta nhân nghịch đảo lên. Chúng ta nhân nghịch đảo lên trở thành là 3A chia căn 2 của 3. Như vậy số 3 này thầy sẽ tách ra trở thành là căn 2 của 3. Nhân căn 2 của 3 chúng ta rút gọn 1 căn 2 của 3 đi. Thì kết quả ở đây sẽ bằng là A căn 2 của 3 này. Được chưa? Là chúng ta đã có được AB. Như vậy AB ở đây chúng ta bằng A căn 2 của 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng trong tam giác vuông SAB. Đúng không? SAB vuông tại đâu? Vuông tại A. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông. Cái này chúng ta được học ở chương trình lớp 9 em nha. Chứ không phải chương trình lớp 11. Nghe chương trình lớp 9 theo hệ thức lượng trong tam giác vuông. Có 4 hệ thức lượng trong tam giác vuông trong chương trình lớp 9 cũ em nha. Như vậy thì theo hệ thức lượng. Trong tam giác vuông ta có một phần AE bình phương. Đó. Sẽ bằng một phần SA bình phương cộng cho một phần AB bình phương. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế số vô nè. Như vậy đây sẽ bằng 1 trên SA bình phương. SA bình phương đây là bằng A căn 2 của 2 đúng không? Chúng ta nhớ là phải đóng mở ngoặc nhé. Nếu chúng ta không có đóng mở ngoặc là em sai á. Cộng vào đây cho một phần A căn 2 của 3 bình phương. Rồi ok. 1 trên AE bình phương. Thằng này sẽ bằng 1. Đây bình phương thì căn 2 thì bình phương bằng 2A bình phương này. Cộng đây 1 trên 3A bình phương. Chúng ta tiến hành quy đồng. Mẫu chung ở đây sẽ là 6A bình phương. Các em lấy 6A chia cho 3, 2A bình phương thì thằng này là được 3. Thằng này được 2. Đây là 6A bình phương đúng không? Em hiểu không? Tại vì A bình thì mẫu chung đây là A bình. Còn số 2 với số 3 đây là mẫu chung là 6. Nói chung học lớp 11 rồi cái việc quy đồng đây thì nó phải nhanh nha. Cộng lại bằng 5. Nghịch đảo đó. Đây là 1 trên thì bây giờ chúng ta suy ra đây là AE bình phương. Thì thằng này đứng mẫu bay lên tử và tử bước xuống mẫu thôi. Nên suy ra đây là AE sẽ bằng căn bậc 2 của 6A bình phương trên cho 5. Như vậy thằng này là bằng A. Đây căn bậc 2 của 6 trên căn 2 của 5 đúng không? Trục kiến thức ở mẫu trở thành là A căn 2. Các em lấy 6 x 5 là bằng căn 2 của 30 trên ở đây cho 5. Rồi xong. Vậy cái khoảng cách từ A đúng không? A sẽ tới cái mặt phẳng gì? SBC sẽ bằng là A căn bậc 2 của 30 trên 5. Đó. Câu B này.
Câu B nghe, cũng câu B nhưng mà ý thứ hai á, thì làm quá chi tiết phân nghe. Rồi rồi ok, thầy mở ra nha, mở ra câu A, mở lại này. Câu A thì các em này, hình vẽ nghe. Câu B, và câu B ý thứ hai sao được chưa? Còn về phần cái muốn chi tiết nữa ấy, thì đây các em có thể tham khảo cái phần này, ta có rồi xét tam giác các kiểu của nó. Đây thầy in sẵn cho em này. Đó. Nha. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài tiếp theo nha. Nếu mà thầy quay cái bài nghe nữa thì nó dài lắm em. Nó phải bay ra tới 3 đến 40 phút rồi. Nên là thầy nghĩ một clip một bài thì tầm khoảng mười mấy 20 phút là xem là vừa em. Chứ em ngồi trước màn hình mà em xem nhiều quá thì thầy nghĩ nó rất là đau đầu. Thì em muốn xem nữa thì em cứ vào trong danh sách phát là em mở ra là nó sẽ có đầy đủ bài giảng của thầy thôi. Không cần phải đi kiếm ở đâu cả em. Đã up sẵn ở trên đó thì việc mở danh sách phát ra là có đầy đủ hết nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok. Họ làm đẹp đẹp. Đấy, đẹp luôn.